Baby bus. Chăm sóc khủng long. Khủng long Ophthalmosaurus. Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Miu Miu ơi. Ngọn núi lửa đang bốc lửa. Hãy chú ý đến dung nham có thể phun ra bất cứ lúc nào. Hãy sử dụng radar để xem có bao nhiêu hóa thạch. Bật radar. Radar cho thấy có một số hóa thạch khủng long ở đây. Hãy đi tìm chúng. Sử dụng máy làm mát để làm mát bề mặt của đá magma. Sử dụng cái cuốc sắt để đập đá và tìm xem hóa thạch nằm ở đâu. Oa, tìm thấy một hóa thạch rồi. Tiếp tục tìm nào. Yeah, tìm thấy một hóa thạch rồi, làm tốt lắm. À, tìm thấy một hóa thạch rồi, tiếp tục tìm nào. Tuyệt quá, tất cả các hóa thạch ở đây được tìm thấy. Khi nào, cho máy. Đi theo tôi. Đi theo tôi. Có hóa thạch ở đây, nhanh lên. Yeah, đã thu thập hết các hóa thạch rồi. Chúng mình hãy quay trở lại thiên đường khủng long. Đây là hóa thạch mình thu thập được. Hãy giúp mình hồi sinh chú khủng long này. Ophthalmosaurus. Tuyệt vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Không sao, tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng mình đã thu thập được một nửa số loài khủng long, thật tuyệt vời. Đây là một cuốn chứng minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Ồ không, khủng long từ thiên đường khủng long đã đi lạc mất rồi. Chúng mình phải lấy lại nó thật nhanh mới được. Không vấn đề gì, hãy để khủng long máy lo. Đừng sợ, khủng long máy và mình sẽ bảo vệ bạn. Đồng hồ kết thuật kích hoạt thiết kỷ biến. Cơ thể to lớn, người mạnh mẽ. Cái đầu nhỏ, đủ chữ khi khi siêu biến hình.
lòng Allosaurus đi nhé. Hãy đuổi lũ khủng long Allosaurus đi nhé. Đuổi tia sáng khủng long phiến sự. Dưới tia sáng khủng long phiến sự. Tuyệt quá, chú khủng long bị lạc đã được tí. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại thiên đường. Thật tuyệt vời, chú khủng long bị lạc đã trở lại. Cảm ơn bạn. Hãy trả lời cùng nhau. Khủng long mắt thành làn ăn gì? Không đúng rồi, thật bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Loài nào sau đây là loài khủng long thằn lằn? Không đúng rồi, thử nghĩ lại xem. Không đúng rồi, thử nghĩ lại xem. Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long mắt thằn lằn có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.